Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều người dân miền Bắc thì trong ngày hôm nay ai cũng phải thốt lên thời tiết hôm nay thật đẹp và mọi người đều có nhu cầu ra đường đi chơi cuối tuần. Điều này có được là nhờ sự xuất hiện của không khí lạnh đầu mùa. Sau những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tiết trời tương đối oi bức, nếu không muốn nói là khá dị thường về mặt thời tiết trong những ngày cuối thu, thì sang đến ngày hôm nay, Bắc Bộ trời đã chuyển mát khi đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm nay. Ghi nhận của nhóm phóng viên kênh VTC14 trong sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Sau một cơn mưa rào nhẹ, báo hiệu sự tràn về của đợt gió mùa Đông Bắc vào sáng sớm, đường phố nhanh chóng khô ráo trở lại. Đi cùng là tiết trời se se lạnh, đậm chất mùa thu Hà Nội sau những ngày nắng oi kéo dài như giữa mùa hè. Không khí trở nên tươi mát, trong lành. Bất cứ ai bước chân ra khỏi cửa cũng dường như ngửi thấy mùi của mùa thu vương vít xung quanh. Hà Nội như đang chuyển mình, và mọi người cũng trở nên vui vẻ và phấn chấn hơn hẳn. Đến những người lao động cũng nhớ mùa thu Hà Nội. Các hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Buổi hôm nay là buổi đầu tiên mà thời tiết rất là mát. Buổi sáng có hơi có mưa một chút nhưng mà khoảng 10 giờ thì tôi thấy trời hửng và đấy, mọi người đấy đến chụp ảnh rất là đông. So với hôm qua là thay đổi hoàn toàn, hôm qua rất là nóng nực, đi cả ngày, trời mồ hôi đổ quá trời luôn, hôm nay là thấy mát, thấy đúng là mùa thu Hà Nội. Không khí lạnh tràn về từ đêm qua đã khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, giảm sâu. Nhiệt độ cao nhất trưa nay chỉ phổ biến ở mức từ 25 đến 26 độ C, thấp hơn 6-7 độ so với những ngày trước. Mặc dù có sự thay đổi đột ngột như vậy, nhưng với những người dân, thậm chí là những người lớn tuổi, vẫn cảm thấy dễ chịu. Nóng lắm, nhưng mà hôm nay thì mát rồi, mát hơn nhiều, mà dễ chịu hơn rất nhiều. Sức khỏe cũng rất là tốt, thấy nó nhẹ nhàng hơn như vậy. Hôm nay nó dịu đi như vậy, đây là muôn vật hoa, lá cây cành này khác nó đều tươi vui cả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đây là đợt gió lạnh đầu mùa nên cường độ không mạnh, trời chỉ lạnh nhẹ về đêm và sáng. Từ ngày mai, thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, trời sẽ tạnh mưa hẳn và chuyển sang trạng thái khô hanh và có nắng với mức nhiệt độ ở mức mát mẻ. Dự báo, Bắc Bộ sẽ đón từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh trong tháng 10. Tuy nhiên, cường độ chỉ ở mức trung bình, nên tình trạng rét đậm vẫn chưa có khả năng xảy ra.